một số hoạt động nổi bật của công an các đơn vị địa phương trong tuần qua. Trong 2 ngày 1 và 2 tháng 10, tại Công an huyện Đất Đỏ, khối thi đua công an các huyện, thị xã, thành phố, công an tỉnh đã tổ chức giải giao lưu bóng chuyền giữa các đơn vị trong khối kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân Việt Nam 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2020. Với hơn 120 vận động viên là cán bộ chiến sĩ công an 8 huyện, thị xã, thành phố. Kết quả, đội công an thành phố Bà Rịa đạt chức vô địch, công an huyện Châu Đức đạt giải nhì, công an huyện Đất Đỏ và Long Điền đồng hạng 3. Nhằm chung tay trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đem đến một mùa trung thu ý nghĩa cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa. Tối ngày 28 tháng 9, cụm thi đua số 3 huyện đoàn Đất Đỏ gồm đoàn thanh niên công an huyện, chi đoàn giáo viên trường học, trung tâm y tế huyện, hạt kiểm lâm đã tổ chức chương trình trung thu cho em tại ấp Gò Sầm, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ. Dịp này, đoàn cũng đã trao tặng 40 phần quà, mỗi phần quà gồm lồng đèn, kẹo, bánh trung thu, trị giá khoảng 200.000 đồng cho các em thiếu nhi.